xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Xuyên Cẩm của Đồng Nai. Thì hôm nay mình đến đây để quay cho các bạn cùng xem là một chiếc máy xay sắt bắp các bạn. Thì chiếc này ảnh chế ha. Thì cũng khá là lâu rồi mình mới đi lại đây để quay chiếc máy xay sắt bắp này cho các bạn xem ha. Thì mình cũng sẽ quay sơ vòng cho các bạn xem, thì tí nữa ảnh sẽ hoạt động ha. Rồi mình tiếp tục quay cho các bạn xem ha. Đây để mình đi gần hơn các bạn. Cái này là ảnh nói chung là lưu động các bạn. Ảnh tí nữa ảnh sẽ xây thì ảnh sẽ gáp lên trên kia ha. Thì cái này các bạn nó cũng có một chiếc máy cài nữa. Máy cài hay cải tiến gì đó ha. Mình nghe anh nói là cải tiến nữa để mà lấy bắp với các bạn. Thì chiếc này là đấu đầu với chiếc máy cài mắt xay. Thì để mình quay một vòng cho các bạn xem. Đây là sơn, sơn này cũng khá là to. Nhồng sơn về phía bên trong rồi các bạn. Thì đây là một cái băng tải các bạn. Đây là cái băng tải để mà để bắp lên ha. Ở phía trong này nó sẽ có một cái lưỡi dao rồi các bạn. Lưỡi dao này là nó sẽ quay vô ha. Quay vô và nó băm những cái cây bắp ha. Bài cây bắp và còn nguyên trái luôn các bạn, nó sẽ cho lên xe luôn ha. Đây thì chiếc này đâu đó là anh chế như đâu đó là tầm có 200 triệu các bạn. Thì con số nó cũng không chính xác cho lắm ha. Nhưng mà nói tầm đâu đó. Thì mấy anh em cũng đang chặt ở trong kia các bạn. Thì một tí nữa đây thì mình tiếp tục quay cho các bạn xem nha. Còn đây là những cái cây bắp mà mấy anh chị cũng đang chặt ở phía trong các bạn. Đây, để mình zoom dần cho các bạn xem nha. Đấy thì mình sẽ chặt trước như vậy rồi xong mình tí xe bắt đầu vô xay nha các bạn. Thì bắp này xay cây và trái luôn nha. Đây, trái còn nguyên. Thì cái phía bên đây là chưa chặt đó các bạn. Rồi chiếc này chạy vô chở các bạn. Này chiếc chiếc nhạc 175 các bạn ơi, để chiếc này thùng vô chiếc kia xây lên để mà xe này chủ yếu là chở thôi nha. Giờ anh đang chạy vô. Rồi bây giờ là xe xay sẽ vô xay nha các bạn. Thì hồi sớm giờ mấy anh cũng đã chặt xong hết rồi nè. Thì chiếc xe một đó vô tải chạy vô. Anh chạy vô anh bắt đầu anh xay nè. Thì hai chiếc lúc nào cũng sẽ đậu song song như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ là anh sẽ gắp cái cổ nó lên. Cái máy này mình đóng lâu chưa anh? Năm, 6 năm. 6 năm hả? Cái này theo mình đóng mới là tổng chi phí nó khoảng nhiêu anh? Cái mọt này không là 100 mấy, 150 nè. Cái mọt này không là 150 ha. Thì cái mọt này là rồi bây giờ là máy đã nổ, bây giờ anh chị bắt đầu các bạn. Cái này cũng cần giác lên nha các bạn, giác lên để mà cho máy nó ăn đó. Thì một đội như vậy là đâu đó là 7 người các bạn. Thì làm như vậy là ăn tấn nha, tấn như vậy là 100.000 đó các bạn. Bó vậy như vậy là đâu đó tầm khoảng một bó vậy tầm khoảng mười mấy 20 kg không? Một
bỏ gì đâu đó, 20 kg đó các bạn. Thì cái máy này nó cũng hơi lâu rồi các bạn, chạy nó ra khói quá. Quay gần đó và cận cảnh chi tiết cho các bạn xem. Lấy dài vô trong kia. Cái máy này nó già các bạn ơi, chạy nó ra khói.
chạy xong một khu vực này các bạn, rồi anh sẽ chạy tới lấy ở phía trước ha. Đây. Thì bóp này trúng các bạn ơi. Đây, đây là bóp còn nguyên trái gì xây lên hết luôn nha các bạn. Rồi anh sẽ lấy ở phía trước này lại. Rồi bây giờ là sẽ chạy lấy khu vực ở phía trước nha các bạn. Anh sẽ lại quay lại cho các bạn xem. Là cái lưỡi dao các bạn, mình sẽ nhảy lên nhảy xuống ha. Rồi bây giờ là anh sẽ chạy tới các bạn, thì một tí nữa đây mình sẽ đi lên trên luôn và quay cận cảnh chi tiết ở phía bên trên cho các bạn xem nha. Các bạn xem video thấy hay thì đăng ký kênh nha, để mình ra nhiều cái video hay hơn để gửi đến các bạn mọi người xem nha. Anh kia anh quay đầu luôn hay sao ta? Hình như là anh ve là anh quay đầu ra luôn các bạn. Quay ve đầu ra nữa, chạy ra luôn á cho nó dễ, tại vì xe chưa có tải á các bạn, xe chưa vô tải á. Mình quay đầu nữa ra luôn cho nó dễ. Rồi bây giờ là anh gài cầu phía sau vô. Gài cầu vô đi. Cái đất này còn ướt đó các bạn. Sáng tưới nó còn ướt. Thì hai chiếc lúc nào cũng đậu song song như thế này nha. Chiếc bên đây là chiếc mẹt 175, chiếc bên kia là 185 các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ leo lên trên và quay cận cảnh và chi tiết ở phía bên trên cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình cũng đã leo lên trên rồi các bạn.
tấn các bạn, nhưng mà anh tải 8 tấn đó hả. Máy này nó hơi già các bạn ơi, nên chạy nó hơi ra khói tí à. Nói chung nó ra khói à. Rồi như vậy là lấy thêm không hay là mình đi luôn? Lấy nữa không? Nữa hả? Vậy là về vô lấy anh tí nữa các bạn ơi. Đây, anh đang đi hai cầu vô nè. Tuồng bánh rồi. Vì anh coi về tiếp tục về hay không nữa. Hay là anh đậu đây luôn không biết nữa. Rồi giờ là anh tiếp tục về vô các bạn. Thì là anh chạy tới rồi. Anh bắt chớn anh về vô rồi. Tại vì trời mưa cái đất này nó sẽ lúng đó các bạn. Đất nó có chừng nó xuống rồi. Đúng rồi, có tí anh bắt chớn anh sẽ về vô lại. Thì anh có về mà anh đậu đây luôn ta. Rồi giờ nó tiếp tục về vô các bạn. Anh sẽ đi cái đường khác ha, không đi đường đó ha. Như vậy là đầy xe các bạn, ảnh sẽ đi đổ và xe khác sẽ vô lấy tiếp, tại vì khu vực này đâu đó tầm khoảng 2 xe, 1 xe là lấy không hết.
giờ là anh sẽ kéo bạc lại. Rồi bây giờ là anh sẽ chạy ra nha các bạn. Xe cũng đang lên cái dốc đó bạn, thì ở trong đó là sình á, trời ướt, đất nó ướt á, nên nó cũng hơi khó đi xíu. Xe này nó cũng tới rồi các bạn ơi, bây giờ nước sơn nước gì nó cũng không còn nữa chứ, còn một cái màu huyền thoại thôi. Giờ là lên dốc rồi. Như vậy là anh lên được ha. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.